Vừa có bạn hỏi là anh ơi làm sao để giỏi tiếng Nhật trong vòng một bước. Giỏi tiếng Nhật trong vòng một bước thì hơi khó, nhưng thoát khỏi mác kém tiếng Nhật, thoát khỏi mác tiếng Nhật không tự nhiên trong vòng một bước thì mình làm được. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi mác tiếng Nhật, bồi tiếng Nhật không tự nhiên trong một bước. Chúng ta cần dùng đúng tính từ khi cảm thán. Đó, nghe nó hơi khó đúng không? Thực ra tại sao mình lại làm cái chủ đề này? Bởi vì mình thấy rất là nhiều bạn, bản thân mình hồi xưa cũng thế thôi, khi mà học sơ cấp hay là mình đi sang Nhật, mình thấy rất là nhiều anh chị, không phải là sơ cấp nữa rồi, các anh chị ở Nhật rất là nhiều năm. Nhiều các anh chị làm những cái ngành nghề chuyên môn mà biết nhiều từ chuyên môn, nhiều hơn cả mình, giỏi hơn mình rất là nhiều. Nhưng thỉnh thoảng trong giao tiếp vẫn mắc một cái lỗi sai cơ bản nhỏ nhỏ, khiến cho tự nhiên cái tiếng Nhật nó rất là phí, nó khiến tiếng Nhật nó không tự nhiên mà nghe nó rất là giống tiếng bồi. Đó là khi mọi người cảm thán bằng tính từ ấy, đúng không? Ví dụ nói thể lịch sự thì chúng ta nói như người Nhật rồi. À, これ素晴らしいですね. À, あれね素敵ですね. 綺麗ですね. Nói như người Nhật. Nhưng đến thể thông thường, khi chúng ta nói những người ngang hàng và những người dưới, chúng ta dùng thể thông thường, chúng ta lại dùng sai. Ví dụ chúng ta bảo là gì ạ? 素敵ね, 綺麗ね, 心配ね, hay là 嬉しいだね, 素晴らしいだね, 寂しいだね. Nghe các bạn có thấy là nó không tự nhiên không ạ? Đó. Vậy chúng ta sửa trong một bước đó là gì ạ? Đó là tính từ đuôi na các bạn cho đà vào. Còn tính từ đuôi y chúng ta đừng dùng đà. Ok? À, これ素敵だね。あの女性、あの子、綺麗だね。ね。あ、今日寂しいね。今日嬉しいね。Đó, nghe tự nhiên nó tự nhiên hơn. Chỉ một bước thôi, chỉ một cái rất là nhỏ thôi, tự nhiên tiếng Nhật của chúng ta nghe nó liền mạch thành một câu. Kể cả những bạn bây giờ chúng đang dùng đúng, thì chúng ta để ý là thỉnh thoảng chúng ta vẫn nói sai khi chúng ta không tập trung. Cho nên chú ý điểm này nhá.